Hội đồng Nhân dân huyện Đầm Dơi tổ chức kỳ họp chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của tổ đại biểu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026. Từ năm 2021 đến nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri được 131 cuộc, có hơn 9.000 cử tri tham dự. Tại các buổi tiếp xúc, có hơn 1.200 cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị với hơn 1.800 vấn đề. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và các xã thị trấn đã giải đáp xử lý tại các cuộc tiếp xúc hơn 1.600 vấn đề, còn lại 183 vấn đề báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổng hợp, chuyển đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện xem xét, giải quyết trả lời. Đến nay còn lại 8 vấn đề giải quyết chưa dứt điểm, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 4 vấn đề, cấp huyện 4 vấn đề. Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức tiếp công dân 447 cuộc, có 425 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 475 vụ việc, tiếp nhận 6 đơn yêu cầu của công dân. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chỉ đạo các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện chủ động đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri linh hoạt, tiếp công dân phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để đảm bảo tính hiệu quả thiết thực.